chương trình Việt Face của chúng ta. Châu Đức Vinh hôm nay hân hạnh được tiếp đón một quý quan khách lâu ngày cũng không có xuất hiện trước màn hình. Đó là tiến sĩ sư cô Bích Liên. Và chúng ta cũng quen biết cô rất là nhiều ở cộng đồng Nam California. Chúng ta đã từng thấy sư cô xuất hiện trong nhiều chương trình, đặc biệt những đại lễ Phật Đản, đại lễ Vu Lan. Sư cô được mời đến làm MC cũng như đóng góp nhiều trong các chương trình. Hôm nay, trước thềm năm mới, chúng tôi xin kính chúc quý vị Happy New Year và cũng kính chúc sư cô vạn sự như ý. Xin kính chào sư cô Bích Liên. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết sư cô xin có đây lời trân trọng kính chào đến tiến sĩ Đỗ Vinh và rất là hân hạnh và kính chào đến tất cả quý Phật tử và khán thính giả của Vietface TV và tất cả hệ thống truyền thông của Vietface TV. Vâng, cảm ơn sư cô đã nhận lời xuất hiện hôm nay. Và cũng biết sư cô rất là bận biểu với tổ đình Minh Đăng Quang, tổ đình Giác Nhiên và tu viện của sư cô, tức là Bích Liên Monastery trên đường New Land. Và chúng tôi cũng rất là quý mến sư cô hôm nay được mời để có một cái cuộc nói chuyện thân mật và cập nhật một số những thông tin mà lâu nay sư cô chắc cũng như nhiều nhà thờ, như nhà chùa đang gặp khó khăn trong mùa Covid, ít Phật tử đến sinh hoạt, cũng như là cái sự đóng góp cũng không có như trước đây và cũng rất nhiều khó khăn với các nhà tu hành như sư cô. Xin sư cô chia sẻ thêm một ít những sinh hoạt hiện nay tại tổ đình và cơ duyên nào đã đưa dắt sư cô đến với tổ đình Minh Đăng Quang, còn gọi là tổ đình Giác Nhiên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tiến sĩ Đỗ Vinh và thưa tất cả quý Phật tử và khán thính giả khắp nơi. Chắc hẳn là quý vị lần đầu tiên mà quý vị thấy sư cô, hình ảnh sư cô trên chương trình Vietface TV này. Trước hết thì sư cô phải có đôi lời cảm ơn đến ông bà Tổng Giám Đốc Tô Văn Lai, chị Tô Ngọc Thủy cũng như tất cả hệ thống ekip của chương trình đã tạo cho cô cơ hội này. Và rất là nhiều lần Tổng Giám Đốc cũng như tất cả các anh chị em của ekip đã có ngỏ lời mời sư cô cũng nhiều lần trước đây mà sư cô cứ hẹn hoài. Cho nên đây cũng là cái nhân duyên lành mà sư cô được trở về đây ngày hôm nay trên làn sóng này, đặc biệt là Vietface TV và tất cả Vietface Online. Sư cô rất là cảm động và rất là cảm kích. Sư cô thưa với quý vị là chỉ còn 1-2 ngày nữa thôi chúng ta sẽ chào tạm biệt năm cũ, sẽ đón chào năm mới. Vì vậy sư cô muốn có cơ hội này trước là thăm hỏi sức khỏe đến tất cả quý vị, cũng như có đôi lời chia sẻ đến tất cả quý vị là quý vị cũng muốn có những cái câu hỏi như luật sư Đỗ Vinh ở đây là cô tu tập ở đâu bây giờ và sinh hoạt ra sao, cũng giống như quý vị thôi. Bởi vì sư cô thì hình như là hiếm lên TV cũng như trên chương trình như trước đây. Tuy nhiên sư cô thưa với quý vị là sư cô cũng có một cái nhân duyên lành để sư cô trở thành một người đệ tử của Đức Phật Như Lai. Và sư cô cũng ngàn lời tri ân đến với chư Phật để cho cô có cơ hội tu tập trong kiếp này. Và cũng như sư cô không quên cảm ơn hết tất cả những người thân cận của sư cô và đặc biệt là những người truyền thông, báo chí đã ủng hộ cho sư cô trên bước đường công danh sự nghiệp cũng như trở thành một người sư cô như bây giờ, mà quý vị luôn luôn ủng hộ và thương mến sư cô. Thưa với anh Đỗ Vinh và cùng tất cả quý vị, chúng ta tất cả mọi người đều chuẩn bị đón cho năm mới. Thời tiết bây giờ nó cũng đã trở lạnh và tất cả mọi người chúng ta cũng đã biết cái mùa đại dịch Covid-19 này nó đã lan tràn hết khắp nơi và làm cho tất cả những sinh hoạt đều dừng lại. Và tất cả chúng ta đều ngậm ngùi và nhìn lại chính bản thân chúng ta. Cho nên sư cô cũng như thế, tại chùa sư cô cũng vẫn tiếp tục sinh hoạt
đặc biệt là tại miền Nam California sau khi sư cô tốt nghiệp tiến sĩ tại Sri Lanka. Đó là cái điều mà sư cô rất là vui để mà chúng ta có những cái lúc như thế này để chia sẻ và gặp gỡ quý vị, không mặt đối mặt được, nhưng mà chúng ta gặp trên những cái thông tin truyền thông, đặc biệt là chẳng hạn như Việt Face TV này và Việt Face Online, hoặc là quý vị thấy ở trên YouTube. Cho nên đó là cái điều mà sư cô thấy rằng cuộc đời của chúng ta có một cái nỗi khổ luân hồi sinh tử. Cuộc đời của chúng ta trầm luân, chúng ta phải tìm đến để chúng ta có một cuộc sống làm sao nó trở thành một cuộc sống nhẹ nhàng và an lạc hơn. Vâng, yeah. Thưa sư cô, chúng tôi xin phép đọc cái địa chỉ của tổ đình Minh Đăng Quang, cũng gọi là tổ đình Giác Nhiên, yeah. 8752 đường Westminster Avenue ở thành phố Westminster, thì quý vị sẽ thấy chiếu trên màn hình, cũng như là, yeah, sư cô là viện chủ của Bethlehem Monastery trên đường New Lynn, và hiện nay là chủ tịch Giáo hội Ni Bộ Thế Giới. Và đó là cũng là một cái vinh dự cho cộng đồng chúng ta có một sư cô học vị rất cao và cũng đã trước đây rất thành đạt trong đường đời, danh vọng, tiền tài có đầy đủ hết. Nhưng cô đã quyết định quy y xuất gia, và đó là một cái điều rất là hạnh phúc. Chúng tôi nghĩ rằng giờ cho từng cá nhân, bất cứ một giai đoạn cuộc đời nào, cơ duyên đã đến với sư cô Bích Liên. Và hiện nay quý vị thấy sư cô cũng đã hơn 6-7 năm nay rồi, và đã tiếp tục trên con đường tu hành. Thì sư cô thấy nó có những cái khó khăn gì mình đã phải vượt qua và khắc phục, và những điều gì thử thách trong tương lai đối với cái công trình tu hành của sư cô? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa anh tiến sĩ Đỗ Vinh và thưa quý vị, nói về trên con đường tu tập thì sư cô nghĩ rằng mỗi người có một cái căn cơ và cơ duyên. Có những người nói là tu rất là dễ, nhưng mà có những người nói tu khó lắm, không phải là đơn giản. Và có những người phải nói rằng đã đi xuất gia rồi mà vẫn thối bồ đề tâm, cũng phải trở về với đời sống. Bởi vì mỗi người một căn cơ và căn duyên. Có thể là cô có những cái nhân duyên lành, nhiều đời nhiều kiếp, cho nên kiếp này cô mới trở thành một người đệ tử của Đức Như Lai, và cô tiếp tục đi trên con đường tu học như thế này. Và cũng như cô có được may mắn đi tu học ở nước ngoài, cũng như được trở về lại Nam California và được điều hành và viện chủ một ngôi tam bảo mà sư ông Pháp Chủ Thích Giác Nhiên đã để lại. Sư ông đã thành lập cái ngôi chùa này trên dưới hơn 40 năm qua, là một ngôi chùa của người Việt đầu tiên tại nước Mỹ, tại Nam California. Cho nên sư cô được về đó và phục hưng lại, cũng như là tu bổ lại và sinh hoạt tại nơi đó. Thì trong thời gian của sư cô tu học đi ra nước ngoài và trở về để hành trì giáo pháp, cũng như là phục vụ chúng sanh sinh hoạt tại chùa, thì nó hơi vất vả cho sư cô rất nhiều. Với cái vấn đề mà tu học thì sư cô không có trở ngại, nhưng mà những cái lúc mà sư cô thấy sư cô bơi gọi là ngược dòng đại dương thì sư cô thấy nó hơi mệt mỏi. Bởi vì tiến sĩ Đỗ Vinh biết rồi, trong cuộc sống của chúng ta cơm áo gạo tiền thì rất là vất vả. Nhưng mà khi mình đi xuất gia, mà mình đi xuất gia mình ngược dòng cái thời, cái cuộc đời của mình, mà mình đi tìm mà tìm không đúng nơi đúng chỗ thì mình rất là mệt mỏi còn nhiều hơn. Nhưng sư cô được cái phước duyên nhiều đời nhiều kiếp, cho nên khi sư cô đi xuất gia, tuy rằng bơi ngược dòng ở ngoài đại dương, nhưng cái tánh của cô cũng quyết tâm và kiên trì. Cho nên sư cô cố gắng làm sao cô đạt được để xứng đáng là một người đệ tử của Đức Như Lai, cũng như cô để xứng đáng là một người đệ tử của Bổn Sư, sư phụ của sư cô. Vì vậy cô cố gắng không ngừng học hỏi ở tất cả bậc giáo minh sư, cũng như tất cả các quý hòa thượng, những chư ni đi trước. Đó là cái điều mà cô được học hỏi, và cô được làm viện chủ chủ trì một ngôi tam bảo được gọi là có tên tuổi và lâu đời tại miền Nam California. Vâng. Hôm nay chúng tôi cũng tâm sự với sư cô và có những cái câu hỏi rất là
tế nhị. Dạ. Đặc biệt về cái việc tu tập của sư cô, và khi sư cô nhã ý sẽ quy y và hòa thượng đại lão hòa thượng Thích Giác Nhiên đã nhận cô làm đệ tử. Dạ. Thì ngài có căn dặn hay là truyền bảo dạ. những điều gì cho sư cô dạ. mà sư cô có thể chia dạ. sẻ với chúng tôi? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là lần đầu tiên mà cái câu hỏi cũng là người đầu tiên đặt cho sư cô. Thưa quý vị, cũng có nhân duyên khi sư cô đến với hòa thượng Pháp Chủ Thích Nhất Nhiên là một người đệ tử cuối cùng của ngài. Trong thời điểm đó thì hòa thượng cũng đã vào có một cái cơn bệnh bị stroke. Cho nên khi cô được nhân duyên xuất gia và trở về chăm sóc của ngài, với ngài, cho ngài, thì hòa thượng có dạy sư cô rằng, giáo huấn rằng con cố gắng chân cứng mà tâm phải cứng, chứ không được tâm không có mềm, để mà cố gắng vượt qua những thử thách. Và con phải cố gắng, như lời sư ông dạy, là con phải lập một ni bộ thế giới, và con dùng cái sự kiến thức của con và trí tuệ của con phải tiếp tục tu học để con đứng vững trên bước đường tu học của con. Thì làm sao, con hứa với sư ông là con phải lập một cái giáo hội ni bộ thế giới để tiếp tục dìu dắt cũng như nương tựa cùng chư ni để trên bước đường tu học, để con có cùng với tu thì cơm thì có canh, mà tu hành thì phải có bạn. Cho nên những cái lời mà sư ông giáo huấn cho sư cô cũng như khích lệ và chỉ giáo cho sư cô, điều đó sư cô lúc nào cũng ghi nhớ và phụng hành những cái điều mà sư ông để lại. Cho nên sư cô cũng rất là vui, cũng có nhân duyên mà sư cô là người đệ tử cuối cùng của sư ông, mà ngược lại cuối cùng cô lại được về để mà phục hưng lại cái ngôi tam bảo của sư ông. Lẽ ra là cái ngôi tam bảo mà di tích của sư ông thì phải thuộc về các chư tăng hòa thượng, nhưng không biết rồi cuối cùng cái nhân duyên nó trở về với cô, được trở về đó và cô được làm viện chủ và chủ trì. Cái đó cũng phúc duyên của cô. Vâng. Dạ. Và trước đây thì đại đa số những người đồng hương chúng ta, đặc dạ. biệt ở hải ngoại mà kể cả Việt Nam, đều biết sư cô là Hoa hậu Bích Liên. Dạ, và một người thương gia rất thành công. Dạ. Với thương hiệu EV Princess ai cũng biết. Dạ. Rất là nổi tiếng. Cô đã phải từ bỏ những cái sinh hoạt về đời dạ. và lo cho đạo, thì đã phải bỏ tài của cá nhân dạ. để lo trùng tu những ngôi chùa như Tổ đình Minh Đăng Quang, Tổ đình Giác Nhiên, đặt dạ. tên để vinh tôn vinh dạ. Vị viện chủ trước đó, và cũng là sư phụ của sư cô dạ. Và sư cô cũng xây dựng thêm Bích Liên Monastery để tiếp đón mọi người, kể cả dạ. những người nước ngoài dạ. đến với tu viện. Thì điều này rất là quý, và chúng tôi dạ. cũng ghi nhận cái công đức của sư dạ, cô dạ, Phật, và dạ. hy vọng rằng cô sẽ vững tiến trên con đường tu hành, cũng như là khắc phục những khó khăn, vì không ít những chướng ngại đã đến dạ. với sư cô. Thì dạ. Chắc là sư cô cũng không có thiếu những đêm rơi nước mắt dạ. Vì những cái sự khó khăn đến với mình dạ. Nhưng mà cũng chúc mừng là cô vẫn giữ gìn sức khỏe và vững tâm dạ. Tu hành trên dạ. con đường mà cô đã chọn lựa. Nhưng mà cũng có nhiều người dạ. phải hoàn tục hay trở lại với đời. Thì dạ. cô thấy rằng cô có thể tiếp tục trong con đường tu hành của cô, hay dạ. là một ngày nào đó cô lại phải hoàn tục quay lại với dạ. đời sống trước đây hay không? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Tiến sĩ Đỗ Vinh, là cái câu hỏi của Tiến sĩ Đỗ Vinh không ngoài lệ đâu. Khi mà cô đi xuất gia trong những tháng đầu hoặc là một năm đầu, thì hầu hết những người ở ngoài đời họ tiên đoán rằng cô sẽ không đi tu được và cô sẽ trở về, bởi vì trong cuộc đời của cô nó gắn bó với cái tên gọi là người đẹp, là hoa hậu, là những gì đẹp nhất của người phụ nữ. Nhưng mà anh cũng biết rồi, tiến sĩ biết đó là tất cả mọi thứ trên đời này là vô thường và nó không tồn tại với chúng ta. Có đẹp thì nó cũng có tàn, hoa tươi rồi nó cũng sẽ héo đi, danh vọng tiền tài rồi thì cũng không phải của mình. Vì vậy cô học được chữ vô thường, vì đó mà cô đã xuất gia. Mà khi cô đã xuất gia rồi thì xã phú cầu bằng, cuộc sống của cô trở lên thành công, sự nghiệp cũng vì hai bàn tay trắng. Thì cô trở về với tam bảo để tu tập, cô rất hạnh phúc, cô rất an lạc. Vì vậy cô sẽ tiếp tục không ngừng học hỏi cũng như tiếp tục tu đến cái cuộc đời trong kiếp này của cô. Đây là cái cơ hội mà cô đã có.
Đỗ Vinh cũng coi rất nhiều những cuộc phỏng vấn khác trước đây của cô, từ 1 năm, 2 năm, 5 năm trước đây. Và ôn lại thì cũng xin cập nhật với quý vị, sư cô Bích Liên hiện nay đang ở Tổ đình Giác Nhiên và tu viện Bích Liên Monastery. Và ở đó cũng có những đồng đạo, phải không? Những sư cô khác cùng tu. Xin cô cho biết những sinh hoạt ở chùa, ở Tổ đình và các sư cô khác cũng yểm trợ và ủng hộ sư cô trong con đường tu nghiệp như thế nào? Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sư tiến sĩ Đỗ Vinh là tại tu viện cũng như chùa của sư cô trên đường Westminster và West và đường Newland, thì sư cô cũng có tăng ni, bốn vị ni và hai vị tăng, và sư cô cũng tiếp đón các chư tăng từ Sri Lanka trở về để mà có những cái khóa hành thiền, và những đón những quan khách chính quyền và cộng đồng của chúng ta cũng đến chùa những ngày lễ đặc biệt trong năm. Sư cô rất là vui và hạnh phúc cũng như là may mắn được Phật tử ở vùng Nam California cũng như tất cả những nơi biết được cô về để tu tập hành trì cũng như chia sẻ giáo pháp ở tại chùa, thì quý Phật tử cũng thường đến, chẳng hạn như ngày thường thì cũng có những chương trình sinh hoạt, và đặc biệt là ngày Chủ nhật thì đều có sinh hoạt cũng như là chia sẻ về Phật pháp ở đó. Cho nên thật phải nói rằng sư cô rất là vui và rất là được may mắn nhân duyên lành được về Nam California để mà hành trì Phật pháp. Vâng, và hy vọng sư cô sẽ tiếp tục giữ gìn những cơ sở, những tu viện ở đây và những ngôi tam bảo để chúng con có dịp đến thờ phụng. Cũng như là chúng tôi cũng được biết rằng sư cô cũng được sự ủng hộ rất nhiều của các sư ông, sư bà của các chùa lớn ở đây. Thì xin sư cô cho biết là trong những cái sinh hoạt với các ngôi tam bảo khác thì sư cô đã có những quan hệ như thế nào và tiếp tục sinh hoạt. Thưa tiến sĩ Đậu Vinh và thưa tất cả quý khán thính giả Phật tử khắp nơi, sư cô cũng được nhân duyên lành và cũng được giáo huấn và chỉ dẫn của tất cả quý hòa thượng tại miền Nam California, đặc biệt là chẳng hạn như những ngôi chùa lớn, quý hòa thượng Minh Mẫn, hòa thượng Nguyên Trí, rồi hòa thượng Viên Lý, và các vị hòa thượng cũng như các vị chư ni lớn ở đây, thì các vị biết được cái tánh của sư cô khiêm cung và hòa hợp cũng như là chia sẻ. Thì quý hòa thượng và quý ni trưởng cũng thường có những ngày lễ lớn trong năm cũng gọi con ơi, con ghé qua để tham dự với ngài. Thành ra đó là cái điều mà sư cô cũng rất là hạnh phúc và được nhân duyên được tham dự những buổi lễ lớn ở các ngài, ở đặc biệt là trong miền Nam California. Phải nói là nhiều chùa các hòa thượng, các chư ni ở nơi khác mời, nhưng mà sư cô lại không có thời giờ trước đây. Hy vọng là những chương trình kế tiếp sau này, sau khi cơn dịch đó, thì sư cô sẽ có thể là đi tham dự nhiều hơn. Vâng. Xin nhắc lại cái lời mà cô cũng có nói về lễ vô thường. Thì chúng ta gần đây cũng mất đi một danh hài và một nhạc sĩ lớn trong làng nhạc của Việt Nam là nhạc sĩ Lam Phương, cũng như danh hài Chí Tài. Chúng ta thấy rằng cuộc đời thật là ngắn ngủi và cũng rất là vui là chúng ta cộng đồng đây có những nơi mà chúng ta đến được từ sự an ủi. Và cũng trong mùa đại dịch thì chúng ta biết rằng vấn đề tâm linh, tôn giáo cũng có thể giúp tinh thần và nghị lực chúng ta chống đối lại với những cơn đại dịch. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng sư cô có những lời nhắn nhủ chia sẻ với không những đồng hương chúng ta mà đặc biệt thành phần giới trẻ, sư cô cũng có thể dùng Anh ngữ để mà truyền giáo và vì cái học vị và kiến thức của sư cô rất rộng và rất là hiếm trong cái thế hệ của sư cô, cũng không có ai có được những bằng tiến sĩ như sư cô. Và như vậy chúng tôi cũng mong ở sự lãnh đạo của sư cô trong tương lai đối với giới trẻ và sự ủng hộ giúp đỡ của các sư ông sư bà để hướng dẫn cái thế hệ sau này. Thì còn đôi phút xin sư cô nhắn nhủ với quý đồng hương chúng ta trước thềm năm mới đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử và quý khán thính giả khắp nơi trên toàn thế giới đang theo dõi chương trình. Sư cô xin phép quý vị là hiện giờ đại dịch đã lan tràn khắp nơi trên toàn thế giới, tất cả chúng ta
chúng ta hãy sống và nhìn lại chính bản thân mình, cũng như chúng ta dốc tâm cầu nguyện cho tất cả các chúng sanh được an lạc và tất cả các khắp nơi được hòa bình, tất cả chúng ta thương nhau và chia sẻ với nhau trong cuộc sống này, bởi vì cuộc sống nó ngắn ngủi và vô thường. Và vì vậy mà sư cô cảm thấy sư cô muốn có rất nhiều thời giờ để chia sẻ cùng quý vị, cho nên thời giờ thì nó eo hẹp và ngắn ngủi không cho phép. Sư cô hy vọng là những cái giây phút cuối cùng của năm này, sư cô xin cầu nguyện cho tất cả quý khán thính giả, Phật tử khắp nơi và đặc biệt là tổng giám đốc của hệ thống truyền hình và Thúy Nga Paris cũng như anh Độ Vinh, tất cả quý vị kiếp được nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc và công việc thể đạt thành như ý. Và sư cô hy vọng là sẽ gặp quý vị tại ngôi chùa của sư cô ở đường Westminster trong những ngày đầu năm, đón tiếp quý vị với những món ăn chay thật là tinh khiết và bổ dưỡng. Và sư cô cũng muốn nói tiếng Anh quý vị, nhưng mà sư cô nghĩ rằng ở đây có rất là nhiều young generation, so I would like to welcome you to go to my temples. We have some Dhamma discussion and we have meditation class, so we have more fun and learning about Dhamma Buddhism. So I would love to presenting of my temples. We are welcome all of you to young generations to come participate for classes and more learning about Dhamma and Buddhism. So I wish you all have a very, very blessed on Happy New Year's, and your life will be grateful and success whatever you go for it. And be stay healthy and be careful and happy and peacefully. Thank you very much for watching us today. Vâng, cảm ơn sư cô. Và sư cô Bích Liên là nhịp cầu nối kết nhiều thế hệ cũng như là nhiều cộng đồng Việt Mỹ và những cộng đồng nhiều nước trên thế giới, là một cái niềm hãnh diện cho cộng đồng chúng ta. Và chúc sư cô rất nhiều sức khỏe. Trân trọng kính chào sư cô và quý thính giả, và mong năm mới sẽ mời được sư cô trở lại với chương trình Việt Face của chúng ta. Và Đỗ Vinh, một lần nữa xin kính chào quý đồng hương và quý thính giả. Xin mời sư cô có đôi lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cô xin cảm ơn thời gian của tiến sĩ Đỗ Vinh rất là nhiều, và cảm ơn một lần nữa thời gian quý báu của hệ thống truyền thông Vietface TV và livestream, cũng như tất cả hệ chương trình của tổng giám đốc Đỗ Vinh Lai và gia đình chị Ngọc Thủy, cùng tất cả anh chị em của ekip của chương trình đã cho sư cô cơ hội này. Chúc tất cả quý vị thành công viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.